Hôm nay tôi mong thông hôm nay buổi nay phát tập lại đi câu và sắc lên cùng Bà Cala. Để tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Nguyễn Nhã, Vị trưởng Viện Ẩm thực Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Cao Nguyên Lợi, Viện Ẩm thực Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu Nguyễn Phương Thanh, Vị trưởng Ẩm thực Việt Nam. Chúng tôi xin trọng giới thiệu ông Trương Văn Ánh, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Mạc Đường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên thường vụ Hội Dân tộc học Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư tiến sĩ Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy viên trưởng ban dân tộc tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi xin trọng giới thiệu ông Tập Văn Hưởng, Chánh văn phòng ban dân tộc tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Đồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh, Đức Trọng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Quang Huy, nguyên chủ tịch Hội Dân, ủy viên ban chấp hành Hội Dân tộc học Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty quảng cáo truyền thông và du lịch Thanh Niên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Bác Trung Phụ đến từ Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta biết lễ hội KT Rampan là hai lễ hội truyền thống được tổ chức thường xuyên hàng năm với quy mô rộng lớn trên toàn khu vực có người Chăm sinh sống. Việc tổ chức lễ hội KT Rampan là nhằm tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối, ông bà và tổ tiên. Đó là sự kế thừa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam nói chung và của dân tộc Chăm nói riêng. Lễ hội KT và Rampan cũng là dịp để người Chăm từ khắp mọi miền đất nước trở về đoàn tụ cùng với gia đình và làng xóm. Đặc biệt trong lễ năm nay, lễ hội KT và Rampan đồng thời cùng diễn ra trong một thời điểm. Vì vậy, càng gia tăng thêm phần ý nghĩa của lễ hội cho cộng đồng người Chăm, nhất là trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm ngày càng được quan tâm và phát triển đúng mức hơn. Để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp này, Chi hội dân tộc Chăm, Hội dân tộc học tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp lễ hội KT Rampan nhằm giúp nâng cao nhận thức về truyền thống đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc.
đồng thời gây quỹ học bổng giúp đỡ các em sinh viên dân tộc người Chăm cũng như dân tộc ít người vượt khó học tốt đang gặp khó khăn trong đời sống sinh hoạt và học tập. Sự giúp đỡ của quý cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể và các mạnh thường quân sẽ là niềm khích lệ lớn lao giúp cho các em vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và sớm trở thành những trí thức tương lai hữu ích cho đất nước. Nhân đây, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các quý vị, các quý cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể và các mạnh thường quân đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức lễ hội thành công tốt đẹp. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu đã bỏ thời gian quý báu đến dự lễ hội này. Kính chúc quý vị đại biểu cùng sinh viên dân tộc Chăm hưởng một mùa KT Ramovan tươi vui và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.